Những vết bớt kỳ lạ khiến bạn ngỡ ngàng khi nhìn thấy. Những vết bớt trên mặt hoặc cơ thể là thứ quá đổi bình thường được thấy ở nhiều người, nhưng những vết bớt kỳ lạ này sẽ khiến bạn tròn xoe mắt ngạc nhiên. Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao một số người sinh ra lại có những vết bớt mà những người khác lại không có chưa? Điều đặc biệt là những vết bớt này hầu như chẳng bao giờ giống nhau và thậm chí một vài người còn có những vết bớt với hình dạng vô cùng thú vị. 1. Vết bớt chú hề. Cô bé tên Connie sinh ra với vết bớt đỏ như quả cà chua trên mũi, làm mọi người liên tưởng ngay đến hình ảnh chú hề trong các bữa tiệc. Tuy nhiên, vết chạm ấy thực ra là một khối u lành tính và lan rộng hơn khi cô bé lớn. Vì vậy, Connie đã được phẫu thuật để loại bỏ nó. 2. Cậu bé sọc trắng. Cậu bé này có vết bớt khá đặc biệt khi tạo thành một vách rắn từ trán kéo dài lên đỉnh đầu, khiến cậu mang vẻ đẹp như một ca sĩ nhạc rock. 3. Vết bớt làm đẹp. Nữ vũ công chuyên nghiệp Cassandra, 22 tuổi, vô cùng tự tin với vết bớt đặc biệt trên má phải của mình. Cô cho biết cô đã rất hạnh phúc khi bố mẹ cô kiên quyết từ chối làm phẫu thuật loại bỏ vết bớt khi cô còn nhỏ. 4. Cô nàng thân mèo. Một cô gái tên Ly sở hữu vết chàm màu xám nhỏ ở lưng lúc còn nhỏ, nhưng khi lớn lên, vết chàm này bắt đầu lan rộng ra và thậm chí còn có cả lông mọc khắp một nửa cơ thể. Ly còn được mọi người gọi vui là cô nàng thân mèo. 5. Người sói. Vết bớt trên vai của anh chàng tên Giang Homi này thực sự đã phát triển quá lớn đến nỗi anh trông như một người sói chưa tiến hóa hết vậy. Các bác sĩ cho rằng đây là một loại bớt sắc tố bẩm sinh và vẫn chưa tìm thấy trường hợp thứ hai nào trên người cho đến nay. 6. Chú bò sùng đạo. Hóa ra không phải chỉ con người mới có những vết bớt kỳ quái, chú bò này cũng có một vệt lông màu trắng hình cây thánh giá ở ngay đỉnh đầu. 7. Cậu bé mai rùa. Một cậu bé ở Colombia là một trong những người hiếm hoi sở hữu vết bớt khổng lồ trên lưng chiếm đến gần 20% trọng lượng cơ thể của mình. Rất may, cậu đã được một bác sĩ người Anh làm phẫu thuật miễn phí để loại bỏ vết bớt xấu xí này. 8. Vết bớt che hết nửa khuôn mặt. Cậu bé An Huy sinh ra với một vết bớt lớn che nửa mặt. Điều kỳ lạ là càng lớn, vết bớt càng phát triển và có thêm cả lớp lông đen mọc bên trên trông không đẹp chút nào. 9. Chàng trai địa lý. Một anh chàng sáng tạo sinh ra với những vệt bớt trắng và đỏ trên khắp cánh tay, đã dùng bút mực đen vẽ lên các đường viền trên tay, khiến nó giống như một bản đồ nhỏ. 10. Cậu bé có vết bớt màu đỏ. Cậu bé có tên là Gary Esman sinh ra với một vết bớt to màu đỏ ngay giữa trán. Cha mẹ cậu lo rằng cậu sẽ bị bắt nạt ở trường khi lớn lên, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Các bác sĩ đã cấy thêm sừng vào hai bên để làm căng da trên trán giúp vết sẹo bị mờ đi sau tiến hành xóa vết bớt. Giờ đây, với dáng vẻ vô cùng điển trai, có vẻ cậu bé sẽ không khỏi lo lắng vì chuyện bị bắt nạt nữa. 11. Vết bớt hình trái tim. Em bé đáng yêu này có hẳn một vết bớt màu đỏ hình trái tim trên trán. Đáng ngạc nhiên hơn, cha mẹ em cho biết em bé còn được thụ thai vào đúng ngày Valentine.